Hello guys, tối nay tôi với anh Quý và Thiền Tử sẽ ra ga lấy một ít đồ, đặc biệt là nước ngọt. Chúng tôi đang khan hiếm nên trên ga nó còn 2 canh nên chúng tôi phải lấy, chứ không là không có nước để dùng ha. Và kèm theo đó chúng tôi sẽ bủa câu và kiếm đồ ăn cho đêm nay. Cho đêm nay mà ăn là thiếu đồ ăn đấy. Ok chứ? Này, cái thúng này chúng tôi sẽ ra. Tôi trang bị áo phao này các bạn. Trang bị áo phao này đi. Cái này an toàn. Ga chúng tôi đậu ngồi xa khơi kia. Do nước biển nó cạn, nó san hô nó sẽ làm cái ga nó bị hư hại. Mình phải dùng thúng này đi ra. Thúng nó khó bơi. Bằng chèo quang nè, chuyên nghiệp mới đưa được cái thúng này ra người sao. Sao nó nhù quá đi các bạn. Do ngược gió rồi nè, chứ nào bao vô khỏe hơn. Gì? À đúng rồi. Gió mà nó vô. Đấy, thấy ghê rồi đấy. Gì bao vô ở đâu chứ. Móc một tôm này. Ngồi tôm phải lọc ra. Lọc ra để cá nó dễ ăn, cắn câu luôn. Màu này bụi con đây nó bẹo bằng ngay ha. Hâu hâu này. Nãy để bảo đà đi. Chúng tôi sẽ thả 50 lưỡi câu. Ta chi nghiệp mọi người nghe. Đó, dạ rồi, mình xuống các bạn. Một dây chánh và nhiều dây phụ. Hai dây phụ sẽ bỏ một lưỡi câu. Còn một miếng màu. Mấy lưỡi bị rách qua nè. Nó rất tay chú ơi. Ừ, rất tiền rồi. Rất tiền luôn mà. Cá này. Đó. Kéo được 30 lưỡi thôi, còn là 20 lưỡi bị bắt. À, bị đứt mất một nửa. Nơi chân này đủ rồi, cắt chạy vô luôn. Hôm nay là đủ nồi cháo rồi. Đây không thu ra được nữa hả quý? Thu bò còn nhót quá. Có là ngon lắm rồi đấy. Có hành là xong đây mọi người. Biển với anh. Biển với mọi người có xong chạy rồi. Anh này giữa xong giữa biển mà. Đây là có hành. Wow, còn sống luôn. Dính lưỡi cao này. Đây là có rưa. Rưa xong là thấy giòn không? Giòn đỏ không? Quá ngon luôn. Còn đây là có rác này. Có rác. Còn đây là cháy rồi. Đây là có... Không có chanh bỏ đi à. Chanh có chanh bông được. Chanh bông bỏ để vô tí. Đây là có sơ. Đây là cái chanh bông. Đi. Có đã chuẩn bị xong rồi, giờ bỏ vô đây. Nồi cháy đêm khuya 12 giờ. Cái này mình để lại mình chấm mùi toàn không ta? Thôi, quất còn đi. Thanh niên thèm mùi toàn. Điều không nổi nữa rồi. Tham bỏ rót thêm nhiêu hả? Thôi chẳng lấy hả? Ui đừng lấy thôi. Chẳng lấy thôi được rồi. Tại biển nhiều quá là mình ăn không thấy. Chứ mà bỏ phí vô quá. Thôi chết luôn á. Ít nước quá không ta? Yeah. Cho ít nước quá đó anh. Là cho thêm nước vô đi. Từ từ để dắn nữa anh đó. Đúng là mình lên rừng là mình bắt đồ rừng, mà mình xuống biển là mình bắt đồ biển. Cái này rút vô luôn đi Phà. Còn gì? Có cót nhả vô thêm quá. Mấy ta bắp vô. Mấy rửa ta không thằng. Khỉ. Có nếu mà còn gáp được mới ngon. Cá là trần quá mày. Xí với mày gì. Đây ta cho thêm nước vô đi. Mình có mới được cá ta không. Có rất là chất lượng nha mọi người. Tươi vừa được đánh bắt lên. Có là sắn luôn mà. Này nó bơ trong đầu nước này. Bơ đi em. Bơ kìa thì bơ thiệt luôn mày. Có này bỏ vô là ăn chín liền. Ừ. Ừ. Để bỏ thêm nước vô. Rồi cho miếng tiêu nãy thì nhớ rồi, chiều có đống tiêu vậy đi. Đã. Mẹ cháu chất lượng nhất cái này luôn á. Rồi, cho ít hương liệu vô nè. Hành lá, hành củ, ớt, rau răm. Thiếu tiêu không mọi người? Mình cũng rất là ok rồi.
đổ bún ta đưa em. Cái này cháu là tuyệt vời nhất rồi. Sao có người ăn cay em được nha, nhưng mà còn có vừa chưa vừa anh. Có thể viên. Có thể là có mình múc cái chi đi. Cháu như vậy ăn ngon á. Được á. Được chưa? Lại bảo không ngon đi. Ta bắp đường nước rồi vậy mà. Nước ngon gì mà. Có ring luôn á. Cá Nilo rồi. Ủa, khá cay đấy. Hai đớ thôi mà. Cá Nilo rồi, cá này đã qua tay quá không là bị lô rồi. Quay. Nhanh quay. Cho anh đỡ được. À đi. Cá làm xương quá quý anh. Hơi xương rồi. Xương thiệt chứ hơi xương. Cá làm bao nhiêu nữa. Lên đâu. Em lấy ngang nữa đi. Dạ. Em lấy cái này. Cá trong đồ làm hả? Mì rồi. Cái nào cháu cũng dễ sợ lắm mà giờ còn đi thôi. Cái nồi nên cho anh em đói quá, ngon quá. Ăn dễ sợ quá. Đi đi. Bỏ mày. Ê, ê. Trời ơi. Trời ơi. Trời dám lấy lời chứ. Cố tình lặp ngược cái bụng lại nữa. Quá mà. Dám đợi tí nè ăn luôn. Đấy, có đũa có bỏ rồi. À đũa thì qua bỏ rồi. Sau một buổi chiều mệt mà mệt mỏi. Bây giờ mấy anh em bắt đầu ngủ thôi. Bây giờ chắc phải 2 giờ rồi nha. Một số anh em thì vô lều, một số anh em thì nằm bên ngoài luôn. Phơi nắng dầm sương. Hẹn mọi người vào ngày sáng mai. Good morning các bạn. À, sáng rồi, giờ khoảng 6 giờ kém 5. Quá mọi người ơi. Giờ anh em đi quanh quanh đảo kiếm trái gì ăn đây. Cái đảo này có cây gì trong đấy. Hôm qua anh thấy là có chim đó anh nghe. Tối là tối chim đại luôn, tối chim. Ủa tối có gì hết kêu. Ngay cây mà làm gì được. Tối cây. Ok, ở đâu đó? Ở đâu đó? Coi. Nhìn nó thấy được. Cái gì đây? Ủa, chim lại nghe đi đâu rồi ta? Đây. Tướng. Đây anh. Đi. Nào quá. Giật đi đâu đó. Không biết đâu. Ủa, lấy dép à? Lãng tật, giết dép không? Có bữa ăn sáng rồi anh em ơi. Là món gì anh? Trứng ốp lo. Mọi người đã ăn trứng ốp la sư ta không gà. Lừa à. Vô rồi vô. À có chú chiên bỏ vô luôn. Ủa. Đâu vô luôn. Anh để nó ngồi rồi anh gửi nắp rồi chứ. Để sợ. Nhưng mà đúng là phải đập cái đầu nhỏ đầu to chứ đập đầu nhỏ. Nhanh cái nước sâu luôn chứ. Nhanh cái đừng cái mới đồ luôn. Đâu vô. Khác được. Dạ. Khác được. 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 Đúng, ngon chứ. Món trứng nướng thì cái này chấp hết mà món trứng nướng đang nướng luôn á. Tuyệt quá. Nướng vào trứng nướng với nướng vào trứng gà. Cái này là quán Âu rồi nè. Đổ quá đuối này. Chọn lên luôn mày. Dạ. Chọn này. Hay để đây cái. Nhìn miếng của mày đó được rồi.
quá ngon. Mì rồi chiên phân đấy, chiên đó ở người lát thôi. Người lát ngon. Nhớ ngày em còng lợi để em á. Người lót. Em đâu nói gì nè. Ăn được không? Xin bún gì á. Mình ngon lắm. Tôi không biết tướng gì hết. Thử ra. Có vậy vô không? Gắp miếng. Ăn thử chân nướng đi. Đáng không? Ngon quá. Dạ. Kiểu cái đấng này em lượm đường mà giữa không phải nó ngon á. Đây chân gà ít biết. Mình béo lắm, tướng miệng béo lắm. Biết đâu mình để là ít nướng này. Mình thơm mà. Nó nướng đó. Để là ít là điểm nướng. Sandwich nó kẹp cái trứng này nướng bè. Ê, đổ cái ạc nữa. Ngon hả? Mà ăn thơm miệng này. Cho xí đi nướng nướng hả? Nướng hả? Có đêm. Đó cả đêm luôn mà. Ngủ mơ gì mà đó hết người này, quắc hết người ta đó. Giờ năm tôi sẽ đi tắm biển. Ngon. À uống nồi sao rồi. Biển thì mạnh mau. Bỏ thêm răng da. Cho. Năng lượng không này. Bỏ thêm răng da chập lấy nước biển. Thừa chắc luôn. Lấy nước biển đem gì nhỏ. Một biển một luôn à. Ăn cháy đi. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Dạ, không ăn nữa. Không hết mì đúng không? Ê anh, đó. Em thử. Đi. Let's go. Tuyệt vời lắm. Rất chi là lực lưỡng. Bây giờ bắt đầu lặn nè, sẽ không nghe được tiếng nói nữa. Bỏ lặn xuống rồi, ướp qua đi. Ăn được rồi đúng không? Được. Anh nhỏ ở bên mua đồng có mát á, Vinh mát rồi đó. Ừ. Ăn đi. Đồ mua đây. Chưa. Chưa. Đi lặn mấy giang hồ hả? Chào quen quá. Chụp giang hồ đó ai. Giang hồ này. Trời đẹp quá chưa? Ba. Sau một buổi chiều và một buổi tối ở đây thì sáng hôm nay chúng tôi quyết định ra về làm việc hòn đảo này. Cảm nhất đây. Thiên liên. Nào cái nào một bữa đó bị lủng. Wow. Bãi trái. Đuối trái rồi. Wow, mất luôn. Trái luôn. Mạnh. Ngon đấy các bạn. Kinh luôn. Ngon lắm. Dễ lắm. Ông này quý.